anh. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra sâu chấm hết. Phải nhận đau một lần mới thấu, nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vút mất về sau.